Dạ vâng, Lê Trung TV xin kính chào tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị. Dạ đầu video thì cũng cho phép Lê Trung kính chúc tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị có thật nhiều sức khỏe, bình an, thanh tâm, an lạc nha cả nhà. Dạ, Minh Thành xin kính chào quý ông bà, cô bác và các bạn. Minh Thành xin kính chúc quý ông bà, cô bác và các bạn có một ngày mới tốt lành, thanh tâm, an lạc và sự cát tường. Dạ rồi, thì cả nhà ơi, ngày hôm nay thì Lê Trung lại tiếp tục quay trở lại cái khu nghĩa địa ở ngay An Giang này cả nhà. Thì hôm qua đó Lê Trung cũng có đến đây với anh Lâm để mà tiếp tục tìm kiếm các vị vong linh hữu duyên để mà giúp đỡ đó. Thì ngày hôm qua thì hai anh em cũng đã có giúp đỡ được cho hai vong linh, giúp cho họ đi về chùa để họ tu hành rồi. Thì sẵn Lê Trung cũng chưa đi về quê, ngày hôm nay thì Lê Trung có được bên chỗ anh Thành là đệ tử của anh Lâm rủ với hai anh em đến đây để xem là ngày hôm nay có duyên được với cái vị nào hay không. Thì sẵn trên cái video ngày hôm nay đó cả nhà, thì Lê Trung cũng mong là cả nhà mình có thể hoan hỷ tặng cho Lê Trung cũng như là đệ tử của anh Lâm một like ha, để giúp cho anh em có thật nhiều động lực để mà tiếp tục trải bước trên con đường mà anh em đã lựa chọn. Thì dạo này sao rồi, dạo này công việc sao? Thì bà cô bác ơi, đây là bạn của ông thầy, thì đúng ra là mình sư đệ là... Sư đệ của thầy Minh Thành cũng kêu bằng sư chú, nhưng mà cái tuổi thì lớn hơn. Thì hôm nay Minh Thành theo bạn của ông thầy thì cũng đi tìm kiếm dung hồn thực dơ dưỡng cõi ta bà để giúp đỡ. Chứ mình theo cũng học theo cái cách của sư đệ của ông thầy, cách ăn nói để mình không giúp dòng kêu sao mình học hỏi. Mình làm theo quyên bạc của bác vậy bạn. Thì nói chung thì Lê Trung cũng không dám là dạy hay là gì hết, nhưng mà tại vì bữa nay cả nhà bên chỗ sư huynh đó, tức là sư phụ của anh Thành đó, thì cũng bận việc rồi cho nên là không đi được. Rồi hai anh em mới quyết định thôi bữa nay đến đây xem là có giúp được vị vong nào không thì mình giúp. Tại vì thời gian của Lê Trung ở tại bên đất An Giang này thì cũng còn vài ngày nữa thôi. Thăm thầy, ở với thầy một vài bữa nữa thì Lê Trung cũng về quê rồi đó, cho nên tranh thủ lúc nào mà ở không á thì Lê Trung sẽ đi tìm kiếm rồi giúp đỡ được vong nào thì giúp vong đó nha. Rồi thì không để mất nhiều thời gian của quý bà cô chú anh chị nữa, thì bây giờ hai anh em sẽ chia nhau một người đi một hướng để tìm kiếm xem là ngày hôm nay mình có gặp được vong nào hay không. Bây giờ anh đi hướng dưới đó đi ha. Để em sẽ đi lên trên đỉnh núi này. Thì tôi đi tôi có gặp được cái dòng nào thì có cái dòng nào dữ quá thì có gì tôi kêu ở ngay cái khu nghĩa địa này là hình như là anh bị vong nhập rất là nhiều rồi đúng không? Đúng. Mấy đợt trước tôi đi với ông thầy, đi với ông Liêm. Thì bị dẫn đem đi giấu làm tùm lum hết trơn. Bây giờ ngày hôm nay là cẩn thận. Ví dụ như bây giờ anh có gặp dòng á, dòng hiền thì anh cũng phải cẩn thận để từ từ anh hả tiếp xúc đó, hoặc là khi mà anh gặp dông á là anh kiếm em anh kêu em để em quay trở lại em hỗ trợ. Chứ nhiều khi là gặp những cái dông dữ rồi nó dẫn anh, lúc trước anh đi nhiều người có thể tủa ra để mà kiếm, còn ngày hôm nay chỉ có hai anh em mình đi á, cho nên là mọi việc nó phải cẩn thận để không có ảnh hưởng tới sức khỏe nha. Rồi thì bây giờ hai anh em sẽ chia nhau ra để đi tìm nha. Rồi bây giờ thì anh đi xuống phía dưới này đi. Ở dưới này thì nó thấp nè. Anh đi nó ấy đi, để em đi lên trên đây coi. Trên đây em thấy nó âm khí nó tích tụ gì trên đây nhiều lắm. Ở dưới này thì em thấy nó chỉ phớt thôi. Để em đi lên trên đây coi như thế nào. Có gì là kêu nha. Bây giờ thì hôm qua thì Lê Trung đi với anh Lâm á, thì đi qua cái hướng mấy bên đó cả nhà. Còn ngày hôm nay thì Lê Trung sẽ đi qua hướng mé bên này xem như thế nào. Tại vì Lê Trung nhìn thấy mé bên đây thì nó cũng có luồng âm khí nó cũng khá là cao đây. Ha ha.
Ở trên đây thì hình như là nó vẫn chưa được chôn cất nhiều nha. Hôm nay thì vẫn còn ít. Ồ, đây có những cái phần mộ, hình như là phần mộ của người qua thì phải. Ây da, đạp trúng cục đá nhọn. Ở đây là những cái phần mộ của người Hoa nè cả nhà. Ở bên đó, phía bên đó còn nguyên một cái đám rừng rất là to luôn. Ở đây làm như là chưa có được chôn cất nhiều. Đây có căn nhà mộ. Ở dưới đó thì cũng có nhà mộ rất là nhiều nha. Bây giờ trước tiên thì để nói chung sẽ đi cái hướng vào bên đây. Nói chung là thấy bên đây có những cái phòng mộ bằng đá. Ồ, khá là nhiều. Ồ, cầu mối. Cầu mối nó lên sập luôn cái phòng mộ luôn kìa nha. Đây là những cái phần mộ làm toàn bằng đá luôn cả nha. Những cái phần mộ này tôi nghĩ là chắc chôn cất đây lâu đời. Bây giờ chắc là Lê Trung sẽ đi vòng qua bên kia để xuống cái giạc dưới đó coi sao. Sao hôm nay, bữa nay không lẽ mình không đủ duyên với vị nào sao mà chưa thấy vị nào hết. Bên đó có những cái núi đây nè, ngay chỗ này cái núi nè cả nhà. Bên đây là rừng, chỗ này quá rộng. Cái phần mộ này, này sao mà có cái trụ này là cái gì ta? Cái này như cái tháp. Nhà mình nhìn trên này nhìn xuống thấy cái dưới thung lũng quá trời mộ. Trên này thì ít hơn, với cái giạc bên này ít hơn mộ hơn ngày hôm qua mình đi mấy bên đó cả nhà, mấy bên cái dãy rừng bên đó đó nhiều mộ hơn bên đây. Nhà mộ này lớn ghê thật, rào là hết rồi.
Minh Thành đi tới đâu luôn rồi trời. Rồi đi nãy giờ biết bao nhiêu lâu không thấy trời. Giờ là chúng sẽ đi xuống hướng này kìa. Ây da, ây da. Lâu lâu là dân với đồng bằng lên núi là leo mệt quá cả nhà. Nhìn khung cảnh thấy hải hùng không cả nhà. Thành đi tới đâu luôn rồi đây. Tụt xuống này xíu. Thành đi đâu luôn trời. Thành ơi. Anh Thành. Đây cái thung lũng. Ôi. Có không? Có thấy không? Có cái dông. Có cái dông đỏ tươi, đỏ tươi trong kia kìa. Ở đâu? Dông có nhà mò á. Đã xuất hiện cái rượu tôi. Đi chạy. Nãy giờ ông hướng bên đây hả? Nãy nó xuất hiện bên cái nhà đỏ này. Ủa sao nãy tôi đi xuống được không thấy, không đó không thấy trời. Rồi. Nó mới xuất hiện trong cái nhà nữa này rồi nó được. Đâu đâu chỗ nào đâu dẫn tôi lên đó. Nó thành chạy rồi ghê lắm. Người chung đây. Từ từ đi, từ từ thôi. Mới rượt đó mà chưa sợ hả? Thấy không? Vụ gì nữa rồi, ông thúi cái gì nữa đây? Ở đâu nãy thấy nó đâu? Nữ hả? Dòng nữ hả? Cái gì? Nói gì? Nói tôi giết nó. Nó nói anh giết nó hả? Nó giết mà. Nó đâu có giết. Nó nói vậy là nó được tài. Thấy ai đâu không Thành? Có đâu trời. Nãy nó không thấy bên đó nữa hả? Đâu đi qua đó coi coi. Cái gì? Ủa sao nãy tôi đi xuống đây tôi không thấy không? Anh Thành anh nói là anh thấy dòng cái nè. Thấy một cái dòng dí anh. Nãy giờ thì chúng đi đâu thấy đâu, sao kỳ ta?
Sao tôi có thấy ông nào đâu mà ông nói có ông Thành? Cái gì? Là ông có chắc là ông thấy ngay chỗ ngay nha mộ này không? Là sao lại mới thấy nó xuất hiện bên đây hả? Bây giờ nếu mà chắc cú thấy như vậy rồi thì bây giờ tôi nãy giờ tôi chưa thấy nữa. Bây giờ không ấy là bây giờ để đặt cái bàn nghi thức đi cúng kiến cho nó đi chứ bây giờ làm sao? Thôi bây giờ cả nhà, bây giờ ở chỗ anh Thành đệ tử của anh Lâm á nói là xác nhận là đã có thấy dòng đó cả nhà. Bây giờ để Lê Trung sẽ đặt một cái bàn nghi thức xuống Lê Trung cúng kiến cái coi cái dòng này có xuất hiện ra không để dùng mà có chính xác là thấy một dòng không? Một dòng đi vô đây nè, đi vô đây gần tôi nè, đấy tôi có gì tôi bảo vệ cho chứ. Nè, để tôi tiếp dọn cái bàn nghi thức ra cúng đi. Coi nhiều khi cái thần lực của ông mạnh hơn đó. Bây giờ trải cái tấm này ra nè, cho sạch. Tấm này có đi với sư phụ không? Không, hôm giờ hẳn ra là có đi sư phụ. Sư phụ cũng... ông đi riêng rồi. Sư phụ như ra tới Hà Tiên này mới về hôm qua kia gì làm được đâu tập hay tập gì đó. Xin nó đi theo nói đi theo Lê Trung đi. Nãy chạy đi kiếm dữ lắm hả? Kiếm. Sao tôi chạy tôi đi vòng qua không thấy vòng mà cũng không thấy ông. Tôi mới đi xuống dưới hướng dưới đó thôi. Bọc lên thì tôi thấy ông chạy. Rồi cái này mình có làm cái thần gì không tôi? Không, bây giờ mình cúng ra thôi, cho nó nghe mùi hương với cái lời khấn quái của mình thì nó ra nó dùng thì mình giúp. Chứ nó không ra thì mình không biết làm sao đâu. Nãy giờ tôi có thấy nó đâu. Giờ hên xui thôi chứ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Đất Đai Thiên Tịch Thần Hoàng Bốn Cảnh Thổ Thần Thổ Địa Cột Thổ nơi đây. Thì ngày hôm nay con đến đây thì cũng muốn trợ duyên cho các vong linh đang đó khác lạnh lẽo vất vưởng trên cái cõi ta bà này. Thì con cũng mong các ngài các ông hoan hỷ cho cái vị vong linh nào hiện tại đang trú ngụ tại đây ra đây nhận hưởng những phần lễ này để cho con giúp cho họ được no lòng ấm dạ, rồi sau đó con xin nhờ cái thần lực của các ngài các ông để đưa cho họ đi về chùa để mà họ tu hiền tu lành. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con thành con cũng nhờ cái thần lực của ông Lê Trung con thành lực mạnh cũng có cái dòng chúng tôi cho ít cần sự giúp đỡ đó. Thì xuất hiện ra bằng cách dùng đi rồi Lê Trung sẽ giúp đỡ Minh Thành chỉ hướng theo thôi với bà quát dẫn lại. À, đi, mình lui ra đây.
cái gì ta? Sao giống đồ ăn quá vậy? Để mình lại mình coi coi. Ừ, đồ ăn mà. Mình chả thấy ai cả. Có khi nào đồ ăn này là của cái người hồi nãy mình dí mình gượt mình đánh không? Dám lắm á. Để mình coi kỹ lại coi. Coi coi có ai lảng vảng ở đây không? Mình có thấy ai đâu. Đồ ăn gì nhìn hấp dẫn quá à. Đồ ăn thiệt. Đúng rồi, cái này là đồ thiệt mà. Chắc là biết mình ở đây nè, rồi mới cúng cho mình ăn đó. Dám lắm. Vậy thì ăn luôn chứ sao. Để mình coi, xem xét kỹ lại coi. Coi có nên ăn được không. Chưa. Phải á. Có nhiều như vậy thì ngon rồi hấp dẫn lắm. Ôi, ngon, ngon lắm. Ngon lắm á. Có cơm nữa, ngon quá à. Trời ơi, nó ngon nè. Mà gặp á, đang lúc thèm cơm nữa. Bỏm gãi có ăn được cái gì đâu. Nói khác quá luôn. Quá đã, quá đã. Vậy là bữa nay á, ăn một bữa no nê rồi. Thiệt là ngon quá đi. Cái trái này á, sao mà nó ngon dữ luôn á. Không ngờ bữa nay á mình được ăn miễn phí một bữa rồi. Kiểu này á là khỏi đi kiếm đồ ăn luôn. Vì bữa nay á có được đồ ăn vậy. Quá đã, quá đã. Bữa nay mình phải ăn hết cái chỗ này mới được. Mình không có bỏ phí luôn. Bỏ phí uổng lắm. Lâu lâu mới được bữa ăn ngon vậy mà. Ngu gì bỏ.
Ngon quá à. Lâu rồi mình mới được ăn ngon vậy nè. Mình có nhớ cái đợt đó mình á thấy người ta đem cúng á một dĩa bánh kẹo rồi á mình chớp hết cái dĩa đó ăn á ngon quá à. Từ bữa đó tới nay á cũng 6 tháng rồi còn gì nữa. À bữa nay á bánh kẹo nè, trái cây nè, nó ngon á y như bữa đó luôn. Cái này á hả là mình á vô mánh rồi. Ngon, đồ ăn ngon gì mà không thể nào tả nổi luôn. Ngon quá à. Mình á no quá mà thôi đi mình á còn một chút ít đây nè mình á gán dồn mình ăn hết luôn mới được chứ mình đâu có bỏ thừa uống nữa lâu lâu mới được một bữa mà phải nắm bắt thời cơ tận dụng ăn hết chứ. Ừ đúng rồi đó. Ái chà chà, có hết biết là nó ngon luôn. Để mình giờ coi có ai đây không. Ủa như á, mình đang ăn á, tới á dành đồ ăn với mình sao. Mình canh chừng mấy cái vong linh kia mới được. Mình quyết tâm mình không cho nó ăn. Tụi nó hung dữ lắm. Mình ở đây á mà còn bị quánh lên quánh xuống nữa chứ. Ngon chứ kìa. Phái à. Ngày nào mà cũng có được một cái bàn lễ ăn như vậy á ngon biết bao nhiêu mà nói. Sau nay tự dưng á có một cái bàn lễ ở đây thì mình chớp cơ hội mình bụp hết luôn. Xin chào. Bình tĩnh đi, bình tĩnh đi, đừng có sợ. Xin chào. Khoan, bình tĩnh. Đây nè, để nói cho nghe. Tôi đến đây là tôi á, tôi bày ra đó. Tôi bày ra tôi cúng đó. Cắt không? Tới đây làm gì?
chỗ tôi ở đây ai cho mà ở chung, đi đâu thì đi đi, không có cho ở chung này. Tôi á là thân phụ nữ ở đây và các ông là đàn ông, tính vô đây ở hả? Đừng có ông nha, bắt tôi phục vụ hả? Tôi quất hai người đó. Trời ơi, ai mà rảnh đâu mà vô đây mà ở trong đây dành đấy, thấy không? Thấy cái đó là gì không? Đồ ăn chứ cái gì? Tôi cúng đó. Thiệt hả? Tôi nói dốc làm gì? Tôi hai người tôi đi kiếm những cái dòng hồn nhất dơ hết dữ, tôi cúng trước tiên cúng cho thần thức ăn. Sau tôi hỏi quan tình của chú quan thấy đấy gì không, tôi giúp đỡ chứ đâu có nói đây dành chỗ ở của dòng đâu. Thiệt không đó nha. Trời ơi, bây giờ tôi hỏi dòng mà tôi gạt dòng tôi được cái lợi ích gì đâu. Chứ cái chỗ này tôi xí lâu rồi, tôi ở đây thôi, tôi không cho ai vô đây hết á. Vô đây là tôi được đuổi, tôi được gượt, tôi đánh. Nhất là mấy cái ông đàn ông á, xấu xa, đi tiện, tôi ghét dữ lắm. Vì tự nhiên đàn ông làm gì đâu ghét đàn ông trời. Chứ gì nữa. Cũng vì đàn ông mà tôi phải chết quan, chết đất gì nè, tôi thành vong linh dứt dưỡng gì nè. Cho nên á, tôi hận thù đàn ông dữ lắm. Vậy đó hả? Thôi bây giờ vậy nè, nó nghe nè. Tôi á là người chuyên đi tìm vong linh để giúp đỡ cho về chùa để tu hiền tu lành, để mà đi đầu thai chuyển kiếp đó. Thì như vong cũng đã tự cảm nhận được mình đã lang thang dắt dưỡng trên cái cõi ta bà này suốt bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng rồi, thì mình biết được đủ cái sự cực khổ rồi, đó khác lạnh lẽo rồi đúng không? Chứ gì nữa. Tôi dắt dưỡng ở cái cõi này 12 năm rồi. Tôi khổ lắm. Nhiều lúc tôi muốn được đi siêu thoát hay đi đầu thai gì đó, nhưng mà tôi đi không có được. Tôi đói, tôi đi kiếm đồ ăn. Tôi thấy chùa, tôi mừng lắm. Tôi tính vô để mà tôi xin đi tu, để mà tôi tích đức, tích phước. Nhưng mà vô không có được. Mấy cái ông ở tượng, ông tướng gì đó, với lợi Phật á, không có cho tôi vô. Tôi vô là bị đánh văng ra tới nỗi mà tôi sợ dữ lắm, tôi không có dám đi vô nữa. Sao mà đi vô đó được? Tại vì mình là vong linh dắt dưỡng quán khí rồi âm khí nó tích tụ lên ngút trời, vậy làm sao đi vô đó được? Vô đó thì mấy ông thần giữ cửa ông quánh ra là đúng rồi. Bây giờ muốn về chùa tu phải không? Muốn lắm, nhưng mà muốn gì về đi gì được mà đi. Muốn gì về chùa tu quá để tôi giúp cho. Bây giờ tôi giúp cho đi về chùa để tu hành. Chứ bây giờ thiệt hả? Vong hồn dắt dưỡng á là muốn về chùa tu là phải có người giúp, có người có được có cái khả năng, có cái sắc lệnh họ đưa về chùa mới được. Chứ còn tự dưng mà mình như chùa là nơi linh thiêng, là nơi chánh đạo ta tụ họp gì đó, rồi nơi các ngài, các ông, rồi các bề trên người ta là ngự trị tại đó, thì ma quỷ làm sao mà tự nhiên đi vào đó được. À, thì ra vậy. Rồi bây giờ làm sao? Bây giờ muốn về chùa thì tôi giúp cho tôi có khả năng đó. Muốn lắm. Bây giờ muốn phải không? Muốn thì bây giờ là trước khi mà tôi giúp cho đi về chùa thì tôi cũng muốn biết được tên tuổi, rồi cái nguyên nhân cái chết, rồi là quan ức như thế nào thì tôi mới giúp được. Tại vì tôi biết được cái quan ức như thế nào rồi tôi mới giúp cho vong có cái hướng để buông bỏ. Nó buông bỏ tất cả những quán hận đó thì mới vào chùa được. Vậy là ý định của hai người tới đây là để giúp cho tôi, chứ không có dành á cái ngôi nhà này của tôi hả? Tài ơi, tôi là người dương, người trần mắt thịt, người đi vô đây dành chỗ, mấy cái chỗ này làm cái gì? Vậy mà, tôi tưởng đâu là vô đây dành của tôi. Rồi bây giờ nè, ngồi xuống nói chuyện xíu đi, rồi tôi giúp cho đi chùa tu. Ngồi xuống đi. Nhưng mà, phải hứa là thiệt nha, chứ không á là đuổi tôi quánh hai ông nữa đó. Thì bây giờ cô có thể nói cái lý do phần sau mà cô mất. Ngồi xuống đi. Mình được thôi. Ngồi xuống đi. Không giúp được tôi nữa. Tôi bỏ cái cây ở đây nè. Người á mà không ấy là tôi quýnh hai người đó. Thì bây giờ để cái cây gần đi, chừng nào mà tôi giúp không được á thì quýnh hai tôi cũng được nữa. Rồi xích vô đây ngồi cái làm gì ngồi xa vậy? Hay mà hay cô dòng cũng cầm cái cây luôn. Nó rượt tôi hai lần. Rồi bây giờ á thì như lúc nãy tôi nói đó, thì trước khi mà tôi giúp cho vong á thì tôi cũng phải biết tên tuổi rồi này kia, rồi để tôi trình lên bề trên. Thứ hai nữa là tôi phải biết cái nguyên nhân cái chết để mà tôi giúp tôi định hướng cho vong, để mà vong có thể là
tu tập theo cái hướng đó để mà Vong buông bỏ được đó, để sớm ngày đầu thai. Thì bây giờ là Vong cho tôi hỏi là Vong tên gì? Tôi tên là Hồ Hoa. Tên Hoa hả? Rồi mất lúc bao nhiêu tuổi? Tôi mất lúc 27 tuổi. Ừ. Rồi mất cách đây lâu chưa? Cách đây á 12 năm rồi. Ừ. Rồi lúc đó thì quê của Vong ở đâu? Quê của tôi ở Cần Thơ. Ừ. Rồi như lúc nãy tôi có nghe Vong nói á, là Vong bị những người đàn ông đó sát hại đúng không? Phải rồi. Là họ làm sát hại Vong bằng cái cách nào, cũng như là vì sao họ lại sát hại Vong? Chính là ba chồng của tôi với lại anh chồng của tôi, hai người đó bắt tôi, ép tôi, hãm hiếp tôi. Thôi. Xong rồi tôi không có phục vụ hai người đó nữa, rồi họ ra tay họ giết tôi luôn. Rồi lúc đó là chồng của Vong ở đâu mà lại để cái tình trạng nó xảy ra? Chồng của tôi thì đi làm tài xế xe cuốc, cho nên là đi suốt à. Để tôi ở nhà. Mà ngặt nổi á, nhà đó là anh chồng thì chưa có vợ. Ừ. Mà mẹ chồng của tôi thì cũng mất lâu rồi, cho nên á, tôi ở nhà đó tôi ngại dữ lắm, nhưng mà tôi thương chồng tôi phải chịu thôi. Ủa rồi những cái người mà cô nói hại cô đó, rồi hãm hiếp cô đó, là những cái người đó có bệnh hoạn gì không? Sao kỳ tự nhiên em dâu rồi con dâu của mình mà lại có thể thực hiện cái hành vi đó? Tôi cũng không biết là hành động của mấy người đó là sao nữa. Thấy tôi ngủ quên đóng cửa phòng rồi hở hang, tôi mặc đồ ngủ rồi nổi cái lòng tham, nổi lòng tà dâm lên á. Cho tôi hỏi cái cô Vong, cái ông gì chồng của cô lớn tuổi chưa? Ổng 56 tuổi rồi. Ừ. Còn ông anh chồng chắc cũng lớn hơn chồng cô vài tuổi hả? Đúng rồi, lớn hơn chồng tôi 4 tuổi lận. Nếu mà nói vậy thì những cái người đó là chắc là không có, đối với chồng của cô chắc không có, có kiểu như là không hòa thuận. Sao kỳ vậy ta? Chứ nếu mà đã là anh em ruột mà, anh em rồi cha con mà, sao mà lại thực hiện hành vi đó với con dâu của mình như vậy? Cái cô Vong này lúc còn sống chắc có đẹp lắm rồi ta ơi. Bây giờ là cô có thể kể rõ hơn một xíu cái tình hình lúc đó cho tôi nghe được không? Tôi là hồi đó tôi về làm dâu á, hai tháng đầu á, thì chồng tôi còn ở nhà. Cái tới tháng thứ ba rồi á, chồng tôi á mới đi làm kiếm tiền, tại vì hai vợ chồng tôi á tính kiếm một số vốn sau này á sanh một hai đứa con á, để á vui nhà vui cửa. Vậy cái chồng tôi đi làm, tôi thì tôi ở nhà với lại á anh chồng của tôi với lại ba chồng. Ba chồng thì không có làm gì hết, tại nhà cũng có của ăn của để đó. Ừ. Rồi anh chồng của tôi thì ổng đi làm á, ngày này ngày kia gì á tôi cũng không biết nữa. Mà bữa làm hai ba bữa nghỉ gì đó. Ừ. Cái bữa đó tôi ngủ mà tôi quên đóng cửa đi, tôi ngủ ban ngày á, quên đóng cửa. Tôi ở trong nhà mà tôi đâu có mặc đồ kín đáo đâu, tôi tính ở trong phòng tôi ngủ mà, tôi mặc đồ cục ngủ mà. Ừ. Rồi anh chồng của tôi thấy vậy đó, mới nhào vô đè tôi, lột đồ của tôi ra hãm hiếp tôi. Tôi la lên dữ lắm, tôi la lên để cho mà ba chồng của tôi nghe, để mà xuống cứu tôi. Rồi ba chồng có xuống cứu không hay? Có chứ, ổng đi xuống, ổng thấy anh chồng của tôi hãm hiếp tôi vậy đó. Ổng vô, ổng không cứu tôi, mà ổng tự lột đồ ổng ra rồi. Hai cha con hãm hiếp tôi luôn. Hai cha con hai phiên nhau luôn. Đúng vậy. Bỏ tài. Rồi
Rồi, rồi mấy lần như vậy rồi cái hai cha con giết chết cô luôn hả? Ẩm hiếp tôi xong rồi á, mấy á nói đó. Mày á, thì ở cái nhà này á, thì á, mày im lại nha, mày mà bếp xếp với chồng của mày á, để chồng mày biết là tao giết mày đó. Dù gì á, thì tao á, cũng cho hai vợ chồng mày á, ra riêng có cho được một số vốn. Mà nói á, thêm mắm thêm muối á, để nó biết á, là biết tay với tao. Tao á, tao giết đó. Tôi á, tôi sợ quá, với lại á, tôi nhục nhã nữa. Tôi không dám nói với chồng tôi. Rồi được vậy cái hai cha con làm hoài luôn. Đúng vậy. Đợi cái lúc mà chồng của tôi đi làm rồi á, hai người thay phiên á, hãm hiếp tôi vậy đó. Rồi cái tình hình, cái tình trạng nó xảy ra bao lâu thì họ mới ra tay để giết cô? Kéo dài trong 4 tháng lận. Mà tôi sợ, với lại tôi không có dám nói với chồng của tôi. Sợ chồng của tôi nói là nói lăn lòn đồ này kia. Nếu nói ra thì hết lòng cha con anh em nữa. Đúng vậy, tôi sợ lắm cho nên là tôi chọn cách im lặng. Bữa đó là tôi đau bụng dữ lắm, là tôi biết sắp tới ngày mà có kinh á. Mà hai cha con không tha cho tôi. Trời ơi, thay phiên hãm hiếp tôi nữa. Tới cái ngày đó mà giờ cũng làm được luôn hả thầy? Hai cha con này ăn tạp dữ. Hai cha con ông này thú tính rồi. Tôi phải là người tôi nữa. Chịu không nổi. Rồi á, trong đầu của tôi cái suy nghĩ là mình phải dùng lên chứ. Không lẽ mình á chịu làm nô lệ tình dục cho hai cha con của ông này hoài sao? Vậy đâu có được. Vậy là không có chung thủy với chồng mình rồi. Cho nên đó là tôi mới chống cự. Tôi đạp tay tôi cào cấu vậy đó, tôi đạp sao mà trúng vô cái hạ bộ của ông già chồng của tôi. Ông đau điếng à, rồi ông chửi má mày, mẹ mày, bữa nay á tao giết mày. Rồi ông nhào vô ông bóp cổ của tôi. Ông bóp cổ của tôi một hồi tôi đâu có thở được đâu. Tôi cố gắng tôi dùng giấy mà không có được. Rồi tôi ngộp thở tôi chết luôn. Chết xuống rồi tôi tức tủi dữ lắm. Cho nên là tôi hận đàn ông, tôi ghét cay ghét đắng vậy đó. Hồi nãy tôi thấy ông vô là tôi thấy đàn ông là tôi ghét, cho nên là tôi gượt tôi quánh vậy đó. Tôi cũng là đàn ông nhưng mà hai anh em tôi là đi tìm kiếm những cái dông để giúp đỡ chứ đâu phải mà tới rồi dành chỗ của cô ở đâu. Rồi, nói chung là cái sự việc của cô thì tôi cũng đã hiểu rồi. Nhưng mà tôi nói cô nghe nè, bây giờ là cô ôm giữ cái quán hận, rồi cô dắt dưỡng lang thang khắp nơi như thế này á, thì nó cũng không phải là cái điều tốt. Mà cái điều mà cô cần làm hiện tại bây giờ là cô phải đi về chùa để cô tu hiền tu lành. Nó cũng như tâm trong cái tiềm thức của cô á, là cô thấy chùa là cô muốn vào để cô tu rồi đó. Thì ngày hôm nay có cơ hội rồi, đã đủ duyên với Phật Thầy rồi, đủ duyên với Phật Pháp rồi. Thì bây giờ nếu mà cô để tôi giúp thì tôi sẽ giúp cho cô đi về chùa để cô tu. Đó, để sớm ngày tích đủ phước đức mà đi đầu thai chuyển kiếp. Được không? Được, được chứ. Tôi mừng lắm. Tôi nghe được gì là tôi mừng dữ lắm. Nếu mà chấp nhận đi thì bây giờ hãy chấp tay đi. Rồi niệm giúp tôi 6 chữ Nam Mô Di Đà Phật đi. Để tôi sẽ giúp cho đi. Được, được. Tôi sẽ làm theo. Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô. Dạ rồi, cả nhà ơi. Thì ngày hôm nay đó, khi mà Ly Chung cùng anh Minh Thành, đệ tử của anh Lâm Nguyễn đó, đến ngay cái khu nghĩa địa này để tiếp tục tìm kiếm các cái vị vong linh hữu duyên đó, thì Ly Chung cũng đã tìm được một cái vị vong linh nữ nữa cả nhà. Thì thông qua cái lời kể của vong linh này thì cả nhà mình cũng nghe được cái chết của cái vong linh này thì cũng khá là đau thương. Cũng chỉ vì cái tà dâm dục vọng của ông ba chồng và người anh chồng đã khiến cho cô phải chết rất là tức tưởi cả nhà. Đó. Thì sau một hồi khuyên răn thì cái vong này cũng đã chấp nhận được đi về chùa. Và trong khi đó thì cái vong này cũng đã có cái hướng đi về chùa để tu hành trước rồi cả nhà. Cũng nhiều lần cô đi tìm thức ăn, đi ngang qua những cái chùa, cũng muốn vào trong đó để tu hành. Đó, để mà quên đi cái sự đời, nhưng mà vào đó không được. Thì như cả nhà mình cũng biết rồi, những cái vong hồn, vong linh vất vưởng lang thang thì không có thể nào mà tự mình đi vào trong những cái ngôi chùa đó để mà tu hành được. Phải có những cái người có năng lực, những cái người có những cái
sắc lệnh thì mới đưa vào, thì họ mới vào được. Đó, thì ngày hôm nay thì Lê Trung cũng đã đưa họ, đưa được cái cô này đi về chùa. Đó, thì cũng mong rằng sau khi mà Lê Trung đưa cô ấy về chùa thì cô ấy sẽ cố gắng tu hành cho thiệt tốt để mà sớm ngày có thể đầu thai chuyển kiếp. Rồi, thì... chú bà của bác Hoàng ơi, thì Minh Thành cũng theo Lê Trung cũng gặp được cái dòng lượt chạy. Thì bây giờ là quý bà của bác và các bạn cũng đã nghe rồi. Thì Minh Thành cũng hướng theo Lê Trung, cũng giúp được một cái dòng gửi về chùa cho tu hiền tu lành rồi. Thì cái đoạn video của Minh Thành tới đây xin tạm dừng. Rồi, xin chào cả nhà, hẹn gặp lại cả nhà mình ở video tiếp theo.